Kính thưa quý vị, mời quý vị đón xem bản tin 30 giây nóng hôm nay, thứ ba ngày 23 tháng 1. Bản tin sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Xe khách lao xuống vực trên cao tốc La Sơn - Túy Loan, nguyên nhân do trời mưa sương mù, lái xe buồn ngủ. Một thượng úy quân đội có nồng độ cồn lao xe vào cảnh sát giao thông bị tạm giữ hình sự. Đề nghị gây bão của ông Đoàn Ngọc Hải ngăn vận động viên Nguyễn Văn Long chạy xuyên Việt. Truy tố bà Hằng Ni, ông Trần Văn Sĩ vì xâm phạm đời tư vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng. Người dân ở thành phố Hồ Chí Minh hỏi tại sao lại đi tưới cây vào giờ cao điểm đông đúc phương tiện đang lưu thông. Úc đối mặt khủng hoảng thuê nhà nghiêm trọng. Sau đây là thông tin chi tiết các tin tức nóng được chúng tôi cập nhật đến 20 giờ ngày 23 tháng 1. Hôm nay, Bộ Công an đã có báo cáo ban đầu về vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng liên quan xe khách xảy ra trên đường cao tốc La Sơn - Túy Loan thuộc xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng. Nguyên nhân chiếc xe khách lao xuống vực trên cao tốc này được cho là do trời mưa, sương mù làm hạn chế tầm nhìn, lái xe buồn ngủ. Theo đó, khoảng 0 giờ 30 phút cùng ngày, ô tô khách 45 chỗ ngồi của nhà xe Quỳnh Hương chạy tuyến Đắk Lắk - Hải Dương do anh Phương Thanh Tùng, 36 tuổi, trú tỉnh Đắk Lắk điều khiển. Trên xe có 22 người lao xuống vực sâu. Hậu quả bước đầu xác định 2 người chết tại hiện trường, 20 người bị thương được đưa đi cấp cứu tại các bệnh viện. Chiếc xe được neo buộc tại vực sâu khoảng 30 mét trong lúc đợi cầu tải trọng lớn để cẩu kéo. Nguyên nhân sơ bộ là do trời mưa, sương mù làm hạn chế tầm nhìn, lái xe buồn ngủ nên gây tai nạn. Ngay sau vụ tai nạn xảy ra, Bộ Công an đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông, cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khẩn trương tiếp cận hiện trường, cấp cứu người bị nạn, tìm kiếm các nạn nhân. Ở trên xe khoảng bao nhiêu người anh có nhớ? Khoảng 22 người, cả tài xế. Tổng tài xế đang nói chuyện bình thường thôi, nói chuyện với một người tài xế khác là ngồi ở trên ấy, thì cũng nói chuyện bình thường không, tự nhiên huỳnh đi huỳnh một cái thôi, xe đặt đập rơi xuống vực. Nó là khoảng bao nhiêu vòng? Khoảng 3-4 vòng. Lúc đó thì có những mọi người có la hét hay là mọi người đang ngủ say không biết? Mọi người tất cả rơi xuống rồi thì mọi người mới biết là người ta ai bò được lên thì người ta la hét. Mét. Rơi xuống vực là khoảng từ vực trên bê tông xuống là khoảng 20 mét, rồi xuống nữa khoảng 10 mét nữa, xuống là gần suối. Tài xế vẫn tỉnh táo, vẫn hô hào mọi người là tìm xem còn ai kẹt trong không. Nửa tiếng sau thì bắt đầu có xe cứu hộ đến đưa được cụ bà lên. Yeah. Anh trong cái khoảng thời gian nửa tiếng ấy, thì mọi người tự ứng cứu với nhau như thế nào? Là mọi ai khỏe thì nó ngoan lên được, còn đâu có một bà già bị bất tỉnh thì là em hay cả một tài xế, là một anh nữa là lôi từ trong xe ra bên ngoài thì là lấy cái chăn đắp cho bà. Ngày 23 tháng 1, Công an thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự Phan Công Đoàn, 42 tuổi, trú tại phường Lê Lợi, thành phố Vinh về hành vi chống người thi hành công vụ. Trước đó, tối 21 tháng 1, tổ công tác thuộc đội cảnh sát giao thông trật tự Công an thành phố Vinh đang tuần tra xử lý vi phạm nồng độ cồn trên đường Trần Phú, thành phố Vinh, phát hiện xe ô tô màu đỏ mang biển kiểm soát 37K27092 do Đoàn điều khiển có biểu hiện vi phạm nồng độ cồn. Khi tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe, Đoàn không chấp hành, lùi xe, sau đó quay đầu đi ngược chiều. Khi tổ công tác tiếp cận và ra hiệu lệnh dừng xe lần nữa, Đoàn tiếp tục lao thẳng xe vào thành viên tổ công tác. Tổ công tác đã truy đuổi, chặn xe Đoàn ở số 117 đường Chu Văn An. Kết quả kiểm tra nồng độ cồn cho thấy Đoàn vi phạm mức 0,399mg trên 1 lít khí thở. Đoàn hiện công tác tại trạm sửa chữa tàu thuyền quân khu 4, cấp bậc thượng úy. Đoàn khai nhận trước đó vừa đi liên hoan ở nhà bạn. Hiện Công an thành phố Vinh đang củng cố hồ sơ, bàn giao Đoàn cho cơ quan điều tra khu vực 2, quân khu 4 để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định. Mới đây trên trang Facebook cá nhân, vận động viên Nguyễn Văn Long cho biết sẽ dự định chạy xuyên Việt lần thứ 2 từ Hà Nội vào thành phố Hồ Chí Minh, bắt đầu từ ngày 11 tháng 4 2024. Long dự kiến chạy trong 20 ngày liên tục, mỗi ngày chạy khoảng từ 90 đến 100 km. Mục đích nhằm lan tỏa năng lượng tích cực, tinh thần yêu thể thao và quyên góp tiền để hỗ trợ những trẻ em nghèo tại Gia Lai. Trong khi đó, ông Đoàn Ngọc Hải, hiện là một vận động viên chạy marathon phong trào được nhiều người biết đến tại Việt Nam, đã phản đối hành trình này vì cho rằng nó vi phạm luật giao thông và gây nguy hiểm. Ông Hải đề nghị cơ quan chức năng ngăn chặn hành trình này của Nguyễn Văn Long trước khi những điều tồi tệ nhất có thể xảy ra. Ông Hải cho rằng chạy bộ để khỏe chứ không phải đi đến nghĩa địa.
ngay sau khi bài viết của ông Đoàn Ngọc Hải được đưa lên Facebook cá nhân, đã có hàng ngàn người trong cộng đồng chạy bộ tham gia bày tỏ ý kiến với quan điểm trái chiều. Nhiều ý kiến ủng hộ ông Hải, nhưng cũng không ít ý kiến chỉ trích ông gay gắt vì cho rằng ông đưa thông tin này vì mâu thuẫn của ông với Nguyễn Văn Long. Theo thông tin cập nhật, Liên đoàn Điền Kinh Việt Nam, Cục Đường bộ Việt Nam lên tiếng sau thông tin ông Đoàn Ngọc Hải đề nghị cơ quan chức năng cấm vận động viên Nguyễn Văn Long chạy xuyên Việt. Thông tin chi tiết hơn đã đăng tải trên Tuổi Trẻ Online. Cũng theo thông tin cập nhật, ngày 23 tháng 1, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành cáo trạng truy tố ông Trần Văn Sĩ và bà Đặng Thị Hàn Ni về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Theo kết quả điều tra, bà Đặng Thị Hàn Ni đã sử dụng tài khoản Facebook và tài khoản YouTube mang tên Nhà báo Hàn Ni để phát buổi ghi hình tiêu đề Bà Hằng có quyền ngồi xổm trên pháp luật không? Bà Đặng Thị Hàn Ni đưa lên không gian mạng những thông tin thuộc bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư trái quy định của pháp luật, vi phạm điểm D khoản 1 điều 17 luật an ninh mạng. Theo kết luận, các tài liệu này có nội dung bịa đặt, sai sự thật, xâm phạm danh dự, uy tín, nhân phẩm của cá nhân ông Huỳnh Uy Dũng, bà Nguyễn Phương Hằng, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty Cổ phần Đại Nam, vi phạm luật an ninh mạng. Tại thành phố Hồ Chí Minh, một xe tưới nước bất ngờ xuất hiện trên đường Điện Biên Phủ vào giờ cao điểm, đã làm dòng xe lưu thông khựng lại. Nhiều người dân đi đường bức xúc đặt câu hỏi, tại sao lại đi tưới cây vào giờ cao điểm đông đúc phương tiện đang lưu thông? Theo ghi nhận, từ khoảng 7 giờ 20 phút sáng ngày 23 tháng 1, khi dòng xe đang tấp nập lưu thông với tốc độ ổn định trên đường Điện Biên Phủ hướng từ vòng xoay Hàng Xanh về vòng xoay Điện Biên Phủ, quận Bình Thạnh, bất ngờ khựng lại đột ngột bởi sự xuất hiện của chiếc xe tưới nước cây xanh. Đặc biệt, câu chuyện này xảy ra trên đường Điện Biên Phủ, vốn là một trong những tuyến đường lớn có mật độ lưu thông cao của thành phố Hồ Chí Minh. Hình ảnh này khiến người đi đường tỏ vẻ bức xúc, không hiểu tại sao lại tưới cây vào giờ cao điểm đông đúc phương tiện đang lưu thông. Tại sao đơn vị này không cho xe tưới cây sớm hơn hoặc muộn hơn một chút cho đỡ ảnh hưởng người dân đi đường? Nhiều người đi đường cũng lắc đầu tỏ vẻ không hài lòng việc xe tưới nước vô tư làm nhiệm vụ trong giờ cao điểm. Tại thành phố Hồ Chí Minh, tối 22 tháng 1, một tài xế lái xe buýt số 56 cố gắng đi qua cầu An Phú Đông đã tông sập một bên khung giới hạn chiều cao của cầu này. Tại hiện trường, khung sắt giới hạn chiều cao 2m, phần bên phải hướng từ đường Nguyễn Thái Sơn qua đường Vườn Lài bị móc gãy nhiều đoạn. Phần trên của xe buýt bị bung bể do va chạm mạnh. Sau khi vụ việc xảy ra, tài xế xe buýt cho hay, vì đi lộn đường nên tông vào khung giới hạn chiều cao, sau đó ráng chạy lọt qua nên kéo sập khung này. Theo thông tin từ lực lượng chức năng quận Gò Vấp, trên xe buýt chỉ có mình tài xế. Rất may, tai nạn không gây thiệt hại và ảnh hưởng tới người đi đường. Tài xế xe buýt này sau đó được đưa đi kiểm tra nồng độ chất kích thích. Cùng lúc, lực lượng cảnh sát giao thông đã có mặt tại hiện trường xử lý, điều tiết giao thông, tránh ùn tắc do đây là tuyến đường nhanh nhất đi từ trung tâm thành phố Hồ Chí Minh về quận 12 và ngược lại. Tới 17 giờ chiều ngày 23 tháng 1, lực lượng chức năng thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương vẫn đang xử lý hiện trường vụ 3 cuộn tôn trên xe đầu kéo lăn xuống đường, đè nát cabin và một xe máy. Theo thông tin ban đầu, hơn 16 giờ chiều cùng ngày, xe đầu kéo biển số tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu chạy trên quốc lộ 1 hướng Đồng Nai về thành phố Hồ Chí Minh. Khi đến cầu vượt ngã ba Tân Bạn thuộc phường Bình Thắng, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương, tài xế cho xe chạy xuống giả cầu để rẽ phải vì hướng đường DT743. Khi đến trước trại cá giống Tân Vạn thì xảy ra va chạm với một xe máy chạy trước đang rẽ trái. Lúc này tài xế cũng thắng gấp. Cú thắng gấp làm ba cuộn tôn trên rơ móc lăn về phía trước, đè móc cabin, sau đó rơi xuống đường, đè trúng xe máy. Rất may hai nam sinh viên trên xe máy đã kịp nhảy ra ngoài nên không bị cuộn tôn đè trúng. Tại hiện trường, ba cuộn tôn nằm lăn lóc dưới đường, cabin xe đầu kéo biến dạng, kính chắn gió bể nát, chiếc xe máy hư hỏng nằm dưới gầm xe đầu kéo. Nhận tin báo, lực lượng chức năng thành phố Dĩ An có mặt điều tiết giao thông, xử lý hiện trường. Ảnh hưởng vụ việc làm giao thông ùn tắc kéo dài. Ngày 23 tháng 1, Ủy ban Nhân dân thành phố Phú Quốc cho biết có thêm 5 người dân liên quan vụ 79 căn biệt thự xây dựng trái phép ở ấp Đường Bào, xã Dương Tơ đã tự nguyện tháo dỡ. Trước đó, ngày 4 tháng 12, 2023, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Phú Quốc Huỳnh Quang Hưng đã ký quyết định cưỡng chế và buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả do vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai với 5 người trên.
Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang cho biết thêm, qua Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, địa phương sẽ tiếp tục củng cố hồ sơ, cưỡng chế, buộc khắc phục thêm 39 trường hợp xây dựng biệt thự trái phép ở ấp Đường Bào. Như Tuổi Trẻ Online đưa tin, trước đó tổ công tác đặc biệt tỉnh Kiên Giang đã phát hiện 79 căn biệt thự xây dựng trái phép trên diện tích đất gần 19 hectare ở ấp Đường Bào. Ngày 19 tháng 11, 2022, Ủy ban Nhân dân thành phố Phú Quốc đã cưỡng chế tháo dỡ hai căn biệt thự của ông Vũ Đình Khánh 500m² và ông Lê Xuân Hồng 502,3m². Giữa năm 2023, địa phương tiếp tục hoàn thiện hồ sơ cưỡng chế thêm 14 căn biệt thự nữa ở xã Dương Tơ. Cuối năm 2023, ông Phạm Văn Cường và ông Phạm Văn Ba, cả hai đều ở thành phố Hồ Chí Minh, cũng tự nguyện tháo dỡ hai căn biệt thự ở khu vực trên. Với tổng diện tích gần 700m² và các bờ tường hàng rào trả lại hiện trạng ban đầu. Đến nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Phú Quốc đã cưỡng chế xong tổng số 23 trên 79 căn biệt thự xây dựng trái phép ở ấp Đường Bào, xã Dương Tơ. Vào những ngày cuối năm này, phiên chợ nào cũng đều tất bật, hối hả. Và cảng cá Thọ Quang, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, nơi có chợ đầu mối phân phối hải sản lớn nhất miền Trung, cũng không nằm ngoại lệ. Phiên chợ nơi đây bắt đầu nhộn nhịp từ giữa khuya, đến khi mặt trời ló dạng trên vịnh Mân Quang thì vãn dần. Công việc này thì thức đêm mình nhiều khi rất là vất vả, nhưng mà vì miếng cơm mình nó cho nên phải thức khuya dậy sớm đi làm. Từ trên cao nhìn xuống, hàng mấy trăm tàu cá lớn nhỏ từ khắp các tỉnh thành trong khu vực đang tấp nập cập bến để đưa cá vào bờ và tiếp nhận nhu yếu phẩm trước khi dông thuyền ra khơi làm mẻ cá cuối cùng để trở về nhà ăn Tết. Ghi nhận tại Âu Thuyền Thọ Quang cho thấy, hàng loạt các tàu cá sau gần 10 ngày bám biển đã quay trở về với đầy ắp cá. Trên khuôn mặt các ngư dân, ai cũng phấn khởi vì chuyến đi gặp nhiều may mắn, có ghe trúng mẻ cá nục heo cờ và cá thu trị giá gần 300 triệu đồng. Ngay sau khi được xả cá xuống tàu, cá nhanh chóng được đưa vào chợ cá để các thương lái định giá và xuất lên xe đông lạnh trước khi tỏa về các chợ lớn dọc dài miền Trung. Chuyển sang những tin tức thế giới, đáng chú ý với nhận định chỉ số về mức độ khó khăn trong việc thuê nhà tại Úc của tháng 1 năm 2024 cho thấy những người dân Úc đang gặp căng thẳng chưa từng có về nhu cầu thuê nhà. Điều tồi tệ nhất trong danh sách là khu vực Durack ở bang Queensland, nơi có mức giá thuê tăng 15% trong 12 tháng qua, nghĩa là 40% thu nhập hộ gia đình được dùng chi trả cho tiền thuê nhà, và trên thực tế không còn chỗ trống nào để cho thuê. Ngoài Durack, nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất là Lugan Central, cũng ở bang Queensland, cũng như Warilla và San Jose ở bang New South Wales. Trên khắp nước Úc, gần một nửa vùng ngoại ô được phân loại đang bị ảnh hưởng nặng nề do căng thẳng về tiền thuê nhà. Nhưng nhìn chung, bang Queensland và bang Nam Úc ghi nhận mức độ căng thẳng cao nhất, với 58% vùng ngoại ô ở cả hai bang đạt điểm trên 75. Trong khi đó, chính phủ Canada đã công bố các biện pháp mới nhằm hạn chế và ngăn chặn việc lạm dụng chương trình sinh viên quốc tế thông qua thị thực du học đang được áp dụng tại quốc gia này. Trong số các biện pháp mới, đáng chú ý là việc Canada sẽ hạn chế quyền tiếp cận giấy phép lao động đối với sinh viên nước ngoài và vợ hoặc chồng của họ nhằm giảm tối đa việc lạm dụng chương trình giáo dục quốc tế của Canada. Tại Canada, khi một người nước ngoài đã có gia đình đăng ký học tập tại đây, thì vợ hoặc chồng của họ và ngay cả chính người đi học đều được cấp giấy phép lao động để có thể giúp họ giảm bớt chi phí sinh hoạt trong thời gian học tập. Các biện pháp mới này sẽ được thực hiện cùng quyết định giới hạn visa du học trong 2 năm tới. Với mục tiêu giảm khoảng 35% lượng sinh viên quốc tế trong năm 2024 xuống còn 364.000 người. Tiếp theo là thông tin ông Trump rộng đường tái tranh cử. Theo đó, việc thống đốc bang Florida Ron DeSantis bất ngờ từ bỏ cuộc đua giành quyền đề cử của đảng Cộng Hòa ra tranh cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới đã gây chấn động không nhỏ trong chính trường Mỹ. Hơn thế nữa, chính khách từng được xem là ngôi sao đang lên này còn tuyên bố ủng hộ cựu Tổng thống Donald Trump. Như vậy, việc giành tấm vé duy nhất của đảng Cộng Hòa ra đối đầu với ứng cử viên của đảng Dân Chủ, nhiều khả năng là đương kim Tổng thống Joe Biden, chỉ là cuộc đua giữa hai ứng cử viên là ông Trump và cựu đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc Nikki Haley. Thông tin chi tiết hơn đã được đăng tải trên Tuổi Trẻ Online.
Tình hình thời tiết hôm nay đáng chú ý với nhận định Bắc Bộ đón thêm đợt không khí lạnh mới, thời tiết rét đậm rét hại. Hai đợt không khí lạnh mạnh liên tiếp khiến thời tiết Bắc Bộ rét chồng rét, nhiệt độ giảm chạm ngưỡng 0 độ C. Thêm vào đó, trời mưa rỉ rả dài ngày khiến cả vùng chìm trong giá buốt. Dự báo đợt rét đậm rét hại này còn kéo dài thêm khoảng 4 đến 5 ngày nữa. Trong khi đó, từ chiều qua đến nay, từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác, vài nơi mưa to với lượng mưa từ 20 đến 40 mm, có nơi trên 50 mm. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Còn tại Nam Bộ, trời nắng nhưng nhiều mây, chiều tối và đêm có khả năng xảy ra mưa rào vài nơi. Về nhiệt độ từng khu vực như sau: phía Tây Bắc Bộ, nhiệt độ thấp nhất từ 2 đến 15 độ C, cao nhất từ 16 đến 17 độ C. Phía Đông Bắc Bộ, nhiệt độ thấp nhất từ 2 đến 12 độ C, cao nhất từ 13 đến 15 độ C. Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiệt độ thấp nhất từ 11 đến 21 độ C, cao nhất từ 23 đến 28 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ C, cao nhất từ 28 đến 31 độ C. Tây Nguyên, nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 19 độ C, cao nhất từ 28 đến 31 độ C. Khu vực Nam Bộ, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ C, cao nhất từ 31 đến 34 độ C. Bản tin 30 giây nóng đến đây xin được tạm dừng. Để liên tục cập nhật những thông tin nóng nhất trên nhiều lĩnh vực, quý vị đừng quên ấn chuông theo dõi bản tin 30 giây nóng sẽ được phát vào lúc 20 giờ hàng ngày trên trang tuổitre.vn, hệ thống fanpage và YouTube của báo Tuổi Trẻ. Vì một lý do nào đó chưa thể xem được bản tin đúng giờ, quý vị và các bạn có thể xem lại trên tất cả các nền tảng của báo Tuổi Trẻ hoặc search từ khóa 30 giây nóng trên công cụ tìm kiếm. Rất mong nhận được sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.